Thì lúc đó em lên em học trước thì em ở nhà dì em. Cái xong đến lúc năm sau anh lên á, thì em đi ở trọ gần bên. Anh ở lại nhà anh của anh. Đó, thì quen nhau từ lúc đó. Từ từ hai đứa đi thi đại học xong rồi có thời gian đi làm thêm ở Đi trong làm bán chung hàng nữa trong đúng siêu không? thị á. Dạ, thế là cùng cùng nhau đi làm, sáng đi làm chung, tối làm về, rồi nảy sinh tình Có cảm nghĩa từ là đó. cứ đi làm chung khó khăn gọi là rồi chia sẻ cho nhau rồi bắt đầu mới nhìn thấy được cô này. mưa dầm thấm lâu, nước Dạ. chảy đá mòn. Yêu nhau mấy năm thì mới làm đám cưới? Dạ 8 năm. 8 8 năm. năm. Dạ. Trong 8 năm tụi em yêu nhau á thì có lúc nào bị yêu xa không? Dạ có chị. Nói chung là yêu xa rồi biến cố nhiều lắm. Tại vì Tại sao lại yêu xa? Tại vì trong cái thời gian mà anh đậu cao đẳng anh không học á, thì anh làm đi bộ đội, là lúc đó là yêu xa 2 năm. Hai năm, hai Dạ. năm yêu Trong xa. cái khoảng thời gian đó là có khó khăn gì không? Có chia Dạ. tay không? Dạ chia tay thì nhiều lần lắm, chủ yếu là do quan hệ đó. Tại vì dì của em là lấy anh của anh đó, nên nhà em là ba ông bà ngoại là gốc Bắc đó chị. Nói là như ba mẹ của ông bà ngoại em ngang vế với ba mẹ anh đó. Mà bây giờ em mà lấy anh đó nữa thì giống như ba mẹ em ngang vế với ông bà ngoại. Nó là hai xu gặp như vậy đó. Thì cũng ngăn cản, nói chung là không cho hai Không có đứa đến chịu. với nhau. Dạ đúng rồi. Thời gian 2 năm đó là tụi em yêu trốn không mà. Trời ơi, cái đầm đẹp quá. Xin chào hai anh chị. Mời hai anh chị giới thiệu về mình. Trước tiên em xin chào anh Quốc Thuận, xin chào chị Hồng Vân cùng toàn thể khán giả đang theo dõi chương trình. Em xin giới thiệu là em là Võ Phước, năm nay là 34 tuổi. Công việc em hiện tại là đang làm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Phước Trung Sài Gòn. Đang hiện tại đang hoạt động ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ mời em. Dạ, em chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân và quý vị khán giả. Em tên là Ngô Thị Thanh Nga, hiện em 35 tuổi. Em làm kế toán và kiêm quản lý tài chính cho công ty của ông xã luôn. Rồi thôi xong. Ông này cũng không hoạt động được ở đâu hết trơn. Trời ơi. Không có hoạt động ngầm được. Có nghĩa là kế không đi đâu toán. phải đi theo bà kế toán kiêm trợ lý nữa. Thôi bây giờ chúng ta quay trở lại cái thời gian yêu nhau. Lần đầu tiên anh gặp cô gái này ở đâu và có ấn tượng gì về cổ không? Thì hai vợ chồng là quê ở gần nhà nhau, em ở xã Xuân Đông thì vợ ở xã Xuân Tây. Đó thì đi học chung trường cấp 2, à, chung rồi. trường cấp 3, xong lên tới Sài Gòn thi đại học thì mới quen nhau. Lúc đó em lên đây em học trước. Nói chung là em với anh đó là có quan hệ là dì của em lấy anh ruột của anh á. Anh ruột của anh này lấy bà dì của rồi này. Rồi rồi hiểu rồi. Dạ. Đó cho nên là em đó lên là vậy là gia giới là ông phải kêu ông này bằng tới chú là cậu thì đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Dạ. Thì lúc đó em lên em học trước thì em ở nhà dì em. Cái xong đến lúc năm sau anh lên á, thì em đi ở trọ gần bên. Anh ở lại nhà anh của anh. Đó, thì quen nhau từ lúc đó. Từ từ hai đứa đi thi đại học xong rồi có thời gian đi làm thêm ở trong Đi làm bán chung hàng nữa trong đúng siêu không? thị á. Dạ, thế là cùng cùng nhau đi làm, sáng đi làm chung, tối làm về, rồi nảy sinh tình Có cảm nghĩa từ đó. là cứ đi làm chung khó khăn gọi là rồi chia sẻ cho nhau rồi gọi bắt đầu là mới nhìn thấy được cô này. Mưa dầm thấm lâu, nước chảy đá mòn. Yêu nhau mấy năm thì mới làm đám cưới? Dạ 8 năm. 8 8 năm. năm. Trong 8 năm tụi em yêu nhau á thì có lúc nào bị yêu xa không? Dạ có chị. Nói chung là yêu xa rồi biến cố nhiều lắm. Tại vì Tại sao lại yêu xa? Tại vì trong cái thời gian mà anh đậu cao đẳng anh không học á, thì anh làm đi bộ đội, là lúc đó là yêu xa 2 năm. 2 năm, 2 Dạ. năm yêu Trong xa. cái khoảng thời gian đó là có khó khăn gì không? Có chia Dạ. tay không? Dạ chia tay thì nhiều lần lắm, chủ yếu là do quan hệ đó. Tại vì dì của em là lấy anh của anh đó, nên nhà em là ba ông bà ngoại là gốc Bắc đó chị. Nói là như ba mẹ của ông bà ngoại em ngang vế với ba mẹ anh đó. Mà bây giờ em mà lấy anh đó nữa thì giống như ba mẹ em ngang vế với ông bà ngoại. Nó là hai xu gặp như vậy đó. Thì cũng ngăn cản, nói chung là không cho hai Không có đứa đến chịu. với nhau. Dạ đúng rồi. Dạ. Thời gian 2 năm đó là tụi em yêu trốn không mà. Nói chung là yêu mà yêu trong giấu không ai biết hết á. Cái khoảng thời gian đi bộ đội hồi đó chắc chưa có điện thoại để mà gọi liên lạc để mà nhắn tin chat chít được đúng không? Vậy mỗi lần mà như là trao đổi thông tin với nhau thì bằng gì? Phần lớn là tụi em thời đó là viết thư. Ồ, lãng mạn. Dạ, sau cái thời gian 2 năm đi bộ đội á, em gom lại thư của hai đứa gửi qua gửi lại cho nhau á là chất thành một cái bao tải luôn. Dễ Bây giờ thương còn quá giữ à. không? Cũng dọn nhà mấy nơi nên cùng bỏ, chỉ giữ lại một hai cái cuốn nhật ký thôi. Em viết thư cho ảnh một tháng như vậy là có vào thăm ảnh một lần không?
Dạ thường á là em về nhà, hồi đó em còn sinh viên thì một tháng em về một lần. Nhưng mà khi mà yêu anh á thì nói chung là một tuần em về một lần, nhưng mà gia đình không biết đâu. Tại vì chỗ anh đóng quân á là cũng cách nhà em cũng cỡ khoảng mấy chục cây. Nên tuần nào á là thứ bảy á là em đi vô chỗ anh á, là ba tuần em vô chỗ anh á thì một tuần em mới về nhà. Nên không ai biết. Đến lúc nào thì gia đình em mới biết là tụi em yêu nhau? Lúc đó là anh ra quân khoảng cỡ năm. Lúc đó là hôm đó mẹ em điện thoại lên, mẹ em nói là con nói với Phước á là về chở mẹ đi đắp thuốc ở dưới Vĩnh Long. Đến lúc đó em nói, mẹ em nói mà tay em run á, xong rồi em dạ, xong rồi em kêu dạ xíu rồi con nói. Mà lúc đó em nói chung là em cũng giống như mình bị vỡ hoài, chị bao nhiêu năm giống như kiểu, tại vì nhiều lần là ba mẹ em cũng gây khó nhiều á. Em nghe vậy xong em nói với anh á, xong anh cũng không tin, anh nói em là ý là nói em hả giỡn với anh á. Nhưng mà lúc đó là mẹ ba mẹ em chấp nhận rồi, tại vì thời gian mà lúc anh đi bộ đội xong mà lúc mà anh ra quân á thì nói chung là ở dưới quê thì cũng nghe, nói chung anh cũng lên đây thì em một mình con gái trên đây thì anh cũng chăm sóc lo lắng rồi tính tình cũng được, nói chung là ba mẹ em cũng có theo dõi. Thì lúc đó thì mẹ em đồng ý. Mừng đúng không? Dạ. Rất anh đấy là xách xe máy anh chạy về dưới, hồi đó chưa có xe ô tô đâu, anh xách xe máy anh chạy về dưới đó, anh chở mẹ em đi xuống Vĩnh Long đắp thuốc xong, đắp xuống xong rồi anh chạy về lại Vĩnh Long, mà từ Vĩnh Long xuống Đồng Nai rất là xa, về hỏi mệt trong là không mệt. Không mệt rồi đừng nghĩ. Bây giờ đi ra ngoài Vịnh Hạ Long đắp thuốc không mệt chi, vui á, phải lấy điểm. Rồi bây giờ khi mà hai đứa về ở với nhau đó. Tại vì yêu xa nhiều đúng không? Yeah. Rồi vì cũng bị cấm cản nhiều. Đến khi bắt đầu hai đứa chính thức về ở với nhau á, thì là có những cái điều gì mà em bị vỡ òa là ít. Hồi đó anh đáng yêu như vậy, anh lãng mạn như vậy, bây giờ mình lấy về rồi tự nhiên anh có thay đổi một chút xíu không? Anh đam mê công việc, có thời gian anh bị stress, giống bị trầm cảm ấy chị. Thì lúc đó là xin nghỉ, em nói là xin nghỉ hẳn luôn nhưng mà anh không chịu. Nhưng mà lúc thì đó em... là em làm cho người ta hả? Dạ đúng rồi. Dạ lúc đó em còn chưa mở công ty riêng, em mới mở công ty riêng được hơn rồi, một năm thôi. Em bị trầm cảm thì dạ. Làm cách nào để vượt qua? Chính áp lực của em là từ công việc. Cứ sáng ngủ dậy là em đến công ty là em sợ lắm. Em vừa đi em dắt xe em chạy tới đường là em muốn quay về thôi. Nhưng mà mình phải đấu tranh mình đó. Biết là em cũng tham khảo, nếu mà cái nào mà gây ra áp lực hoặc là gây ra stress ấy, thì mình phải từ bỏ nó đi. Nhưng mà em không dám từ bỏ, lý do là đó là cũng là cái công việc chính để mình nuôi vợ và hai con của em. Mình là trụ cột chính nữa thì em cũng cố gắng, thì công ty cũ họ cũng tạo điều kiện có em đi nghỉ trị ngơi liệu, có đi dạ em cũng có trị bác liệu sĩ không? Dạ có đi đủ nơi luôn anh, thì bác sĩ đã trị thì cho uống thuốc kết hợp với nói chung cùng mình, thì cái môi trường mình lúc đó là thay đổi công việc chút xíu nữa đó. Công ty cũng bố trí những cái công việc mà giảm áp lực cho mình thêm. Thế là từ từ em vượt qua được. Rồi, dạ. Chúc mừng em. Nói thẳng là cũng nhờ vợ em lo mọi thứ, lo hết để cho em gọi là thoải mái nhất á. Nghĩa là luôn luôn bên cạnh em, động dạ. viên và giúp đỡ. Phải nói là giúp đỡ dạ. để mà vượt qua. Dạ, dạ. Không, bây giờ nhưng mà ta đang đến cái giai đoạn gọi là giật mặt xấu nhau. Đó, tật xấu, em còn tật xấu gì nữa. Tật xấu gì cho cô ổng đi. Nói chung là anh thì không có tật xấu gì hết, chỉ có đam mê công việc rồi không lo cho sức khỏe thôi. Một lần là làm cho em buồn thôi, chứ còn em chưa có phiền hà với anh bất cứ một cái gì hết á. Lần đó là cái gì? Lần đó là lần em giận á. Tụi em yêu nhau thì từ lúc khó khăn nhất á, thì đến lúc đó gần đến sinh nhật của em, thì nói chung là em thì em có giác quan thứ 6 á. Anh đã đi nhậu xong rồi anh đã đi massage. Nói chung là massage thôi chứ cũng chưa có cái gì hết. Cảm giác như mình giống như là mình yêu quá, chị hiểu không? Mình yêu quá xong rồi cái tự nhiên em đoán thôi, nhưng mà đoán lại trúng. Trời, lúc đó ở trong siêu thị em về những người em giống như kiểu như là bị phản bội á. Mà làm sao em biết? Em mò là em biết, là em cảm giác nhìn cái mặt anh đó là em hỏi cái một thần hai giao câu. Cách cảm ông ơi, đàn bà người ta có cái giác quan thứ 6 không nội. Nhìn xong em hỏi, em chặn đầu chặn đuôi thì khai là khai ra. Xong rồi em uống rượu, nhà em có một kệ rượu á, em lấy chai Chivas em uống vào ly à. Xong rồi em là có tật là uống rượu vô là tim em đập ghê lắm, giống như bị sốc vậy đó. Xong rồi đưa đi cấp cứu, anh đưa đi xúc ruột, đi giải rượu này kia. Cho trong lúc người đó hả? Là cách đây mấy năm rồi. Dạ em nhớ cũng chắc cũng khoảng tầm 4 năm rồi. 4 năm mà bây giờ nhắc lại người ta còn tổn thương. Trời ơi. Coi như từ đó đến đây là có đi nữa không? Dạ đâu dám nữa hả chị? Đâu dám phải không? Trời ơi. Tại vì bà có nhắc lại thứ 6. Bây giờ qua Phước, điểm Phước nè. Dạ thì mình tật xấu của bà xã em thì thật sự bà xã em thì em thấy cũng là một cái người vợ là chu toàn, rất là hoàn hảo trước tiên. Còn những cái tật xấu thì như bao phụ nữ khác thì cũng hay cằn nhằn á, ví dụ nếu mà đứng về cái phía người đàn ông á, người ta chi những cái món này hoặc là xã giao bạn bè á, thì mình thấy là với cái mục đích của mình á để xã giao hay gì đó, nhưng mà đứng với góc độ phụ nữ thì tiết kiệm á,
nói anh hung phí hay gì thì hoặc là hơi cành nhanh hay gì đó, nói chung cành nhanh. Ừ. Một thứ hai, một cái nữa là nguyên tắc lắm anh. Nguyên tắc thí dụ. Dạ nguyên tắc lắm. Con em á là 8 giờ uống sữa là 8 giờ uống sữa. 9 giờ lên giường là đúng 9 giờ lên giường. Rồi lên chơi chút xíu 15 phút ba cha con giỡn nhau. 9 rưỡi là đi ngủ mà mười mấy năm nữa, 18 năm nay á là đều như vậy. Và thậm chí là anh biết không? Nghe cả em cũng ngủ đúng 9 rưỡi luôn. Cùng ngủ đúng 9 giờ tại vì thằng con đầu em á, nhóc đầu em á là nó ôm em cứ nó không có say em được. Mà em có làm việc riêng gì á là phải chờ nó ngủ say, ôm nó ngủ say xong em mới xuống làm. Còn lúc con ngủ là thậm chí không được coi điện thoại, không được đọc báo, không được xem phim. Tắt ngủ hết mà đúng 9 rưỡi mà là không ai gọi được hai chồng nhá. Mà anh biết không, đợt đó là có mấy lần á em hay cũng cho dặn nhà đi rồi mình thuê resort nghỉ dưỡng mấy ngày á thoải mái. Đi khách sạn mà cũng 9 giờ phải tắt điện ngủ là ngủ. Em nói sao không xoa chút xíu đi cho nó sướng, không chịu là không chịu. Đúng giờ là phải đúng giờ đi ngủ, mai về sớm đi chơi. Rất nguyên tắc. Dạ nguyên tắc lắm thì đó nhiều lúc là hơi bận nguyên tắc chút xíu. Bây giờ cái mong muốn của em muốn nói nguyên tắc. Mong muốn của em là muốn vợ em thay đổi cái gì? Nói chung là lâu lâu mình phải xoa chút xíu cho ba cha con thoải mái tí. Dạ, em phải nói là may mắn em có được cô ấy và những gì em có được ngày hôm nay. Thì ngoài ba mẹ gia đình ra thì một phần là ở bà xã em chăm lo lắng cho em từ lúc ra trường cho đến đi làm, cho em gặp biến cố em stress, em căng thẳng, em trầm cảm cho đi hết rồi em từ mở công ty riêng ra. Bây giờ em cũng đang lập nghiệp nhưng mà mọi thứ cũng đang ổn. Còn em sao, em mong muốn ông xã thay đổi gì? Em mong ông xã em là nói chung là công việc thì bớt lại chút, tại vì anh ấy là có cái nói chung là giống như một cái tì rồi đúng tì không? Tì của trong cái bệnh đó rồi thì mình phải cân đối lại công việc, chủ yếu là sức khỏe là quan trọng thôi, chứ bây giờ có làm nhiều hay cái gì đó mà sức khỏe mà về sau nó lại bị nữa thì nó cái thời thì không ai quán xuyến công ty này kia vậy thôi. Mình đã hiểu được chồng mình đã có một thời gian bị stress rồi về công việc rồi thì mình nên tránh những cái gì stress mà có khi không phải về công việc mà stress về mối quan hệ trong gia đình, mối quan hệ vợ chồng. Bây giờ chưa, nhưng mà chưa biết là sau này có xảy ra hay không. Cho nên mình là một người vợ thông minh, mình sẽ hiểu được là mình nên làm ở mức độ như thế nào để điều đó không bao giờ xảy ra. Thì chị nói vậy là nói ít là em hiểu nhiều. Rồi, xin cảm ơn hai bạn đã đến đây tham gia vào Dùng Son.